Tôi Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là 15 tháng 6 năm 2016 và chúng tôi đang giới thiệu chiếc sập gỗ gụ ở với kích thước mặt là 1m8 x 2m2 và là sập tứ diện. Sập này được mang mã số 150616, tức là quay ngày 15 tháng 6 năm 2016. Sau này quý vị cứ nhắc là sập gụ tứ diện quay ngày 15 tháng 6 năm 2016 là tôi sẽ nhớ ngay ra chiếc sập này. Và chiếc sập là đang quay tại sát với chân cầu thang của tầng 1 khu B đồ gỗ Đức Hiền. Đây, đã phải kèm theo cái mác tầng 1 khu B đây. Và quý vị cứ truy cập vào đồ gỗ Đức Hiền.com hoặc gọi điện thoại đến 0984 666 999. Tôi xin vui lòng trả lời mọi cái câu hỏi về đồ gỗ của quý vị. Chiếc sập này thưa quý vị là chiếc sập gỗ gụ trọn vân và là tứ diện, cho nên là quý vị đang theo thông thường thì là nó chỉ là tam diện thôi, tức là hai cái mặt hồi và một mặt tiền, còn cái hậu nó chỉ là một cái thanh, nó rộng bản khoảng 20 cm để làm cái kết cấu giữ chắc chắn, vì là thường sẽ kê áp sát tường như thế kia và sẽ chúng ta sẽ không thấy được cái mặt sau. Tuy nhiên là thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những khách hàng kỹ tính là muốn nó tứ diện, cho nên là chúng tôi làm cả loại tam diện và tứ diện. Bởi vì có những khách hàng thích những cái hơn người. Tất cả đại đa số mọi người dùng tam diện thì những người có điều kiện họ là thích dùng tứ diện. Ngay như là những cái sập gỗ cẩm lai chọn gỗ cẩm lai mà mặt một lá thì hầu như chúng tôi làm tứ diện. Cũng thỉnh thoảng có làm một cái tam diện để cho nó giảm giá thành xuống. Bên này là chiếc cẩm lai. Và bây giờ trở lại với nhân vật chính của cái clip ngày hôm nay, chính là chiếc sập gụ tứ diện 1m8 nhân với 2m2. Và chúng tôi sẽ quay từ từ, bắt đầu từ cái chân ở trong góc và dịch ra để quý vị quan sát được cái vân gỗ của nó. Hàng chọn vân, nhân vân rất là đẹp. Đồ gỗ Đức Hiền thì làm rất nhiều loại sập, tuy nhiên là cái thế mạnh nhất của đồ gỗ Đức Hiền là các cái sập dạ trơn và trọn vân rất là đẹp. Nói là trơn không phải là trơn hoàn toàn, đây cũng có đục chạm một chút ở bên dưới, rất ít thôi. Hiện nay xu hướng tiêu dùng là mọi người thích dùng các cái sập dạ trơn và trọn vân như thế này, bởi vì cái hàng đục thì nó rất là đẹp, rất nghệ thuật cao, nhưng mà thứ nhất là rất khó vệ sinh, thứ hai là đôi khi nhà có nhiều cháu nhỏ, họ là cháu nhỏ leo trèo dẫm đạp thì khách rất là xót ruột và lo rằng nhỡ lại gãy mất cái mẩu gì thì là con chim con cò rồi thì là nó khó. Chứ còn đồ gỗ Đức Hiền thì lực lượng thợ đục rất là hùng hậu, căn cứ là quý vị thấy là chúng tôi liên tục ra những cái tủ chè đặc sắc và những cái phần tranh đục chạm kênh bong dữ dội, cho nên cái việc mà làm cái sập này đục chạm thì không khó khăn gì. Nhưng tại sao chúng tôi chủ yếu giới thiệu những cái sập trơn này? Bởi vì xu hướng tiêu dùng hiện nay là khách hàng chuộng nhất cái sập trơn này. Đợt tới thì theo cầu của một số khách hàng thì chúng tôi có lẽ cũng làm thêm độ chục cái sập đục các loại để cho nó hợp với thị hiếu của tất cả mọi người. Vì Đức Hiền thì có hệ thống kho và cửa hàng rất là rộng lớn, đủ để bày thoải mái. Hiện nay chúng tôi khu B là 800m² và khu A là 1200m², rất rộng rãi, đủ để kê có thể nói là 70-70 cái sập không vấn đề gì. Điều là sản xuất thì nó không kịp. Hiện nay là những cái đang làm lên đây và giới thiệu cho quý khách, còn lại còn hàng chục chiếc sập nữa vẫn còn đang xếp ngổn ngang ở đây, còn đang chờ hoàn thiện. Quý vị nhìn thấy ở đâu cũng thấy mặt sập và chân sập khắp nhà luôn, và đang đây là đang ở phía ngoài và lia máy dịch ở bên trong lại thấy một loạt các cái mặt sập đang dựng ở sát tường kìa.
Đây là chúng tôi chưa thể hoàn thiện kịp. Và hoàn thiện trước nào giới thiệu lên thì Đức Hiền thì vốn là khách quen toàn quốc rất là đông. Và nhiều bác đã mấy lần định mua những cái trước nó đã bị nhỡ nhỡ chuyến tàu rồi. Cho nên những cái này mà đăng lên là thường là quý khách là đón nhận luôn. Và cái gỗ gụ mà tứ diện như thế này tôi cũng xin giới thiệu giá luôn là nó trên 60 triệu. Còn nếu mà tam diện thì nó khoảng tầm trên 50 triệu chút. Đấy là chưa kể là có những cái hàng chọn vân đặc biệt. Chọn vân đặc biệt thì có khi mét 6 nó đã lên đến 55 triệu rồi. Còn những cái này cũng là chọn vân nhưng mà chưa đạt đến cái mức độ vân như là chiếc sập gụ 15 điểm vừa rồi tôi mới chuyển về cầu Lão, Ứng Hòa, Hà Nội. Chiếc sập đó vân đẹp vô cùng. Đợt tới tôi sẽ dựng tiếp một cái sập 15 điểm giống như chiếc sập chuyển về cầu Lão. Và clip này quay cũng đã tương đối đầy đủ. Và xin quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. À, cũng nói luôn là cái ván mặt của cái, chắc là quý vị sẽ hỏi là cái sập này ván mặt nó bao nhiêu. Thì cái này là chúng tôi là ván mặt của nó là 2 phân. Và các cái dạ 3, 4 dạ này đều dày 10 phân. Chân là vuông 24 cm. Và kích thước mặt là 1m8 x 2m2. Và chiều cao tổng thể là lên khoảng 64 cm. Và được chọn vân vằn vện, chọn vân rất là kỹ càng. Và đánh bằng PUM trong suốt nguyên vân gỗ luôn. Chúng tôi nhắc lại hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2016. Và chiếc sập này được đặt mã số là 150616. Xin tạm biệt quý vị.